Tập 61 Phong cảnh Quế Lâm. Blanca, Blanca. Nè Blanca, mau dậy đi, đồ mê ngủ. Blanca, mau dậy đi. Cậu thôi đi, đau quá. Cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu đang làm tớ đau đấy. Tớ có cái này muốn cho cậu xem này. Xem này. Cậu sẽ thích nó cho mà xem. Cái gì thế? Vé tham quan khu Quế Lâm nổi tiếng đó. Quế Lâm là ở đâu cơ? Cậu chưa từng nghe nói tới quang cảnh Quế Lâm sao? Chưa bao giờ nghe. Đó là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch Trung Quốc đó. Cậu thực sự cần phải ra ngoài khám phá thế giới nhiều hơn. Chúng ta đang rơi xuống. Tới nào. Mở mắt ra được rồi đó. Mèo nhát gan. Chúng ta đã qua thác nước rồi. Ôi tớ sợ chết đi được. Can đảm lên đi Blanca. Cậu cư xử cứ như con gái ấy. Tớ thấy là nó khá thú vị đấy chứ. Tớ muốn được thử lại lần nữa. Cái gì? Vậy tớ không tham gia đâu. Giờ lại có chuyện gì nữa vậy? Nhìn, nhìn phía trước kìa, Willy. Blanca, cầm lấy mái chèo. Willy, mau bám vào khúc gỗ. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. May mà có khúc gỗ này cứu chúng ta. Làm ơn hãy nói lần này là tin tốt đi. Thác nước ở phía trước kìa. Đúng là xui xẻo thật đấy. Cậu đâu được Blanca? Blanca, Willy, nhìn này. Tớ tìm được một cái bè. Nơi này đúng là đẹp thật đấy. Đúng là chúng ta chưa bao giờ được thấy quang cảnh thế này. Tuyệt thật đấy. Blanca, cậu có biết những ngọn núi này được hình thành như thế nào không? À, cái này thì tớ không biết. Blanca, tớ biết đấy. Cũng giống như những cây non. Những ngọn núi này tự mọc lên từ mặt đất. Một, hai, ba, lên nào. Dần dần, chúng phát triển thành một phần của cảnh quan độc đáo này. Nhưng nó vô lý lắm. Núi không thể tự mọc lên được. Sao lại không? Thiên nhiên còn nhiều bí ẩn mà. Cậu có thể tự phát triển. Tại sao núi không thể? Bởi vì cây cối thực sự là tồn tại hữu cơ, trong khi đá là chất vô cơ. Giờ thì tớ biết rồi. Theo phân tích khoa học của tớ thì những ngọn núi này được con người xây dựng lên bằng đá. Nhất định là như vậy rồi. Sao thế được chứ? Không gì là không thể. Tớ chắc chắn là tớ đúng mà. Đó chỉ là phỏng đoán của cậu thôi. Blanca, cậu luôn đánh giá thấp tớ. Tớ cũng có thể nói đúng được chứ sao không? Ôi, cái tay của tôi. Đau quá, nhả ra mau. Chết tiệt. Blanca, đưa máy chèo cho tớ. Cậu định làm gì? Con cá chết tiệt, đứng lại đó. Đừng có chạy. Chậm lại đi. Nhất định tớ sẽ bắt được nó. Mau lên đi. Willy, Willy. Willy. Willy, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Willy, tớ thấy chóng mặt quá. Blanca, chúng ta ở đâu đây? Có vẻ như chúng ta bị kẹt ở đây rồi.
chúng ta đi dọc theo dòng chảy của con sông này, nhất định phía trước có lối thoát. Chuột lối này. Ở đây tối quá. Đừng lo, tớ có mang đèn pin đây. Chúng ta phải đến đây sớm hơn mới phải. Nơi này hùng vĩ thật đấy. Không biết những hòn đá này được hình thành thế nào nhỉ? Tôi đoán là thành quả của những chú kiến chăm chỉ. Tớ không nghĩ thế đâu. Nhìn kìa, những tảng đá này được tạo hình rất tinh xảo. Nó phải là một tác phẩm nghệ thuật của một nhà điêu khắc như Michelangelo. Chà, hoàn hảo. Sao một nhà điêu khắc lại để tác phẩm của mình trong hang động thế này? Giả thuyết về loài kiến là hợp lý nhất. Tớ không đồng tình với cậu về chuyện này được. Có lẽ chúng ta nên hỏi tiến sĩ Krusty hơn. Ông ấy sẽ nói là cậu đã sai. Dù là quái vật gì chăng nữa, làm ơn tha cho chúng tôi. Các cậu bị lạc à? Bọn tôi cứ tưởng chú là quái vật chứ, sợ chết được. Các cậu ổn chứ? Chúng tôi không sao. Đúng rồi, chú có thể cho chúng cháu biết những cảnh quan tuyệt vời ở Quế Lâm được hình thành như thế nào không? Tất nhiên là được rồi. Quế Lâm nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Tây. Phong cảnh Quế Lâm có những ngọn đồi kỳ dị, dòng nước trong vắt, những hang động núi đá vôi và những tác phẩm điêu khắc của tự nhiên. Các hang động ở đây là ví dụ điển hình của cảnh quan núi đá vôi. Cảnh quan đá vôi là một thành tạo địa chất được hình thành bởi sự hòa tan của một lớp hoặc nhiều lớp đá gốc hòa tan, thường là đá carbon nát như đá vôi hoặc đá dolomit. Các cậu đã hiểu chưa nào? Vậy là cả hai chúng ta điều sai rồi. Có lẽ chúng ta nên tới lớp học địa lý thôi. Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây nào. Ừ.